vùng thắt lưng, thì có một cái loại đai là để điều trị những người bị thoát vị đĩa đệm và đau cột sống, còn đây là đai để hỗ trợ khi mà mình ngồi văn phòng nè, mình lái xe đường dài mình sẽ mỏi, thì cái đai này rất là phù hợp. Dạ, cái này trên thị trường là có 4 size. Mình xác định size thì mình đo cái vòng eo, bao nhiêu xe thì mình chọn cái vòng eo nó phù hợp với mỗi người. Cái mỏng thế này thì mình đeo, mình mặc đồ đi làm thì khó ai phát hiện được. Dạ. Cái này nó có bốn thanh đẹp cứng, nó giữ chắc cái vùng lưng của mình. Dạ. Cái bảng nó cũng khá là nhỏ, tại vì cái dành cho người điều trị thì cái bảng nó to lắm, còn cái này dành cho những người hỗ trợ lưng thì nó sẽ đơn giản hơn, còn nhẹ hơn. Đó, mình dán vào trước, sau đó mình sẽ phía sau này mình có hai cái dây để mình kéo ha. Kéo căng ra rồi đó, nó khá là chắc chắn ngay chỗ cái eo của mình. À, cái này dành cho những người mình lái xe đường dài và văn phòng mà mỏi lưng. Ở hồ sơ thì rất là thích những cái dòng như thế này, nhưng mà ngày xưa khi mà những cái thương hiệu rẻ tiền mình hay xài đó, nó là một cái đai thun rất là to, khi mà mình mặc đồ và từ dưới quê lên lái xe nó ra mồ hôi ướt hết. Rồi cái này thì nó thông thoáng quá nè, nó rất là mỏng nhưng mà chắc chắn nha, đây nó có bốn cái nẹp cố định cứng. Cái này nếu mà như mình sử dụng lâu dài thì sao anh ha? Cái này mình sử dụng lâu dài thì mình cứ giặt xà bông bằng tay, xà bông phơi trong máy nó thoải, nó khô cái mình dùng đi dùng lại. Bây giờ thấy nếu mà như nó mỏng như thế này thì mặc đồ đi làm rất là dễ chịu, đẹp đấy, không ai nhìn thấy, nó định được cái bụng nè và cái lưng khá là tốt. Hoàng Sơn có chia sẻ một cái video là để hỗ trợ vùng đai điều trị. Đó, cái bảng nó to dành cho những người điều trị về đốt sống và cột sống lưng nha. Còn đây là đai hỗ trợ lưng dành cho chân văn phòng và ngồi xe. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Cái này khi mà mình vận động hoặc là mình làm nặng đều rất tốt không ha? Dạ vâng, vẫn dùng được. Đây chơi thể thao xài cũng được. Dạ vâng, chơi thể thao dùng được. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi ha. Thêm thông tin thì gọi điện cho Hoàng Sơn phần dưới. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.